So I will wait till three other people and we will introduce about myself. Yes, I can see. Yes. What do you see on screen right now? Yes. Can you see my face? Yes. Yes. And the textbook here. So the last one, which page do we learn? 51? Yes. Okay. Have you learned this reading American football? Các con đã học xong cái bài đọc American football này chưa nhỉ? Rồi ạ. Hôm trước là các con đọc xong và trả lời các cái câu hỏi liên quan đến bài này đúng không? Yeah. Hôm trước là task 3 và task 4 chúng mình đã học chưa nhỉ? Đã trả lời câu hỏi chưa nhỉ? Trả lời hết các cái câu hỏi ở đấy rồi cô. Ok. So today we will read about Usain Bolt. Chúng ta sẽ chờ các bạn còn lại vào rồi mình sẽ học tiếp cái bài đọc này nhé. Candy, Như Lan, Ngọc Huyền. So, how many students in our class today? Hello Hoàng Anh. Các bạn ơi, lớp mình đã đủ chưa nhỉ? Lớp mình có 4 bạn đúng không? Không ạ. Con ạ. Còn bạn nữa. Còn một bạn nữa đúng không? Ừ, ok, chờ bạn vào xong rồi chúng mình sẽ giới thiệu nhé, cô sẽ giới thiệu.
Ok. Lớp của mình đã có mặt đầy đủ rồi nhỉ. Everyone can hear me? Các con ơi, các con có nghe cô nói không? Yes. Yes. Không thấy ai trả Yeah. lời. Lớp mình vào đủ rồi nhỉ? Chúng ta sẽ bắt đầu nhá. Now, Vâng. I will introduce about myself. My name is Huế. My full name is Nguyễn Thị Huế. And today I will take our class. And this is the first one I take you guys. And if I say too big or too small, or I say too quickly, please tell me. And now I'm a final year student, and can you guys could introduce about yourself? Everyone? Cô xin giới thiệu, cô tên là Huế. Thì đây là lần đầu tiên cô dạy lớp mình, thì là hy vọng là chúng ta sẽ có một buổi học hợp tác tốt cùng với nhau. Nếu mà cô nói nhanh quá hoặc là chậm quá thì các con có thể nói với cô nhé. Yes. Yes. So, I want to know detail about yourself. Can you guys introduce about yourself? Start with Newland. Can you introduce about yourself? Which class are you in, or where are you from? Các con ơi, đây là buổi đầu thì chúng ta có thể làm quen với nhau được không nhỉ? Các con có thể giới thiệu một chút về bản thân mình được không? Yes. Yes. Who gonna first? Ai sẽ bắt đầu trước nhỉ? Ai sẽ giới thiệu trước về mình nhỉ? Có bạn nào xung phong không? Candy? Candy là bạn nào đấy nhỉ? Hương Ly. Candy là Hương Ly. Ok, Hương Ly. Can you take first? My name is Hương Ly. I'm 10 years old. I'm yeah. from Hanoi City. Yeah. My school is Suisa Primary School. So everyone can turn on your camera. I can see you guys. Các con bật camera lên hết được không? Cô chưa thấy các con bật cam.
Yes. Hương Lý, what is your hobbies? My hobby is listening to music and reading. Comic book. Yes, I also like reading books. Yes, and who else? Thế Anh, can you introduce about yourself? Yeah. Giới thiệu hả mi? Em có thể giới thiệu về bản thân mình được không? So, where are you from? Tiếng Việt hả mi? Yeah. You are from Ninh Bình. Yeah. So, how old are you? Which class are you in? Yeah, con này học lớp 6. Yeah. What is your hobby? Sở thích của con là gì? Yeah, sở thích của con là play soccer with friend. Yeah, play soccer with friend. Do you want to play football? Football game? Yes. Yeah. I think football is really good for everyone. Yes. Yes. And who else? Ngọc Huyền, can you introduce about yourself? My name is Ngọc Huyền. I'm 11 years old. I'm class 5. I'm from Hanoi City. Yes. So, which district are you living now? Cô có thể dịch ra tiếng Việt được không ạ? Yes. Thế con đang sống ở chỗ nào, quận nào của Hà Nội? Con sống ở huyện Mỹ Đức ạ. Yes. I also have my neighbor in Mỹ Đức district. Cô cũng có các họ hàng ở Mỹ Đức đấy. So, the next person. Hoàng Anh, can you hear me? Yes. Yes. I live in Hà Đông. I study in Kingdom American School. It's near here. Yeah. Bây giờ lớp con trường con trở lại trường rồi. Chuyển lại trường rồi ạ. Ok. So, what is your hobby? I think you like reading books, right? I don't know. You don't like reading books? Yes. Oh, so... I like read books, but not sometimes because I don't have any human book. Yes, I think reading book is good for everyone. It help we broaden our minds. I like, but sometimes I read. Okay, so the last person. The last person, can you introduce about yourself? Còn một bạn nữa nhỉ?
Okay, Ngọc Huyền. Okay. So, today we will learn about this reading. Hôm trước là chúng ta đã hoàn thành bài đọc ở phía trên này đúng không các con? Yes. Yes. So today we will read about this person. Các con về nhà đã đọc qua hay là chuẩn bị bài này chưa? Dạ chưa có sách từ. Các con chưa có sách này á? Ai không có sách bây giờ? Sao lại cần sách? Chủ yếu mọi người đều có hẳn một cô. Đây là cô. Thế các con có thấy màn hình của cô đang share về cái bài đọc này không? Có. Con cũng có này. Ok, nếu mà cô nói nhanh quá hay là chậm quá, các con góp ý cho cô nhá. Để cô nói chậm lại nhá. So we have some vocabulary for this reading. Yeah, I will share this right now. Do you guys see vocabulary here? Các con có thấy các cái từ vựng cô share lên đây không? Yeah. Okay. This is the vocabulary that related to our reading. So the first, we will read all of this vocabulary, and then you guys, I will spend about 10 or 15 minutes for you guys to read the reading. So the first, we will see all the vocabulary. Đây là một số cái từ vựng liên quan đến bài đọc nhé. Cô đã take note ra đây rồi thì chúng ta sẽ xem qua các cái từ vựng trước. Thì sau đấy là cô sẽ dành cho các con tầm 10 đến 15 phút cho các con đọc qua bài nhá. Đối với những ai chưa có sách giáo khoa nhá. So anyone can hear me, please tell me. Please talk to me. Các cái từ vựng ở đây các con đã được học chưa? Chưa. Okay, so this is the first time you guys learn. Yeah. We have medal. Cô đọc trước xong rồi các con đọc nhẩm theo nhá. Xong rồi tí nữa cô sẽ gọi một bạn đọc hai từ và một bạn đọc năm từ. Trong đấy sẽ đến bạn khác đọc lại những từ này. Medal. Gold, silver, bronze, cricket, good at, coach, athlete, competition, injury, amazing, break the record, relay, World Junior Championship and Olympic Games. Medal, đây chúng ta có là huy chương nhá. Huy chương ví dụ là
Huy chương vàng thì chúng ta sẽ nói là gold medal. Các con đã học về bảng phiên âm chưa? Cô đặt cái phiên âm ở đây, các con có hiểu không? Con chưa học. Thì nếu mà các con chưa học thì các con có thể các con có thể làm quen dần, đến lúc sau mình học thì mình sẽ có cái tiền để mình nhớ hơn, dễ học hơn. Yes. I will read again five words and anyone can read again for me. We have medal là nghĩa là huy chương, gold là vàng. Ví dụ là nếu mà nói là huy chương vàng thì chúng ta sẽ ghép là gold medal. Huy chương bạc thì chúng ta sẽ ghép là silver medal. Tương tự huy chương đồng chúng ta sẽ có là bronze medal. Những cái từ này là nó liên quan đến bài đọc, tí nữa chúng mình sẽ đọc nhé. Who gonna read the first five words for me? Bạn nào có thể đọc lại năm cái từ đầu cho cô được không nhỉ? Các bạn cứ đọc đi, nếu mà không biết ở chỗ nào thì cô sẽ sửa luôn. Con làm được, con nên đọc hết tất cả luôn. Oh, yeah. So, can you read the first five words for me? Metal, huy chương, gold, vàng, silver. Oh, có chữ R kìa. Bronze, đồng, cricket, bóng gậy. Okay. So, anyone else? Cô ơi, cô thử chứ. Rồi, cái câu, cái chữ silver. Silver, okay, sorry. So, the next person. New Lan, can you read the first five words for me? You don't need to read the meaning, just the English vocabulary. Metal, gold, silver, bronze, cricket. Yes. And các con chú ý ending sao một xíu nhá. Medal, gold, bronze. Ok, các con nhớ ending sao của nó nhé. Bronze, silver, gold, medal, cricket. Ending sao, cricket. Ending sao on T. Cricket. Ok, so the next five word. Yeah. Anyone can read this for me? Bạn nào có thể đọc tiếp cho cô năm mấy từ này được không? Cô sẽ đọc lại một lượt nữa nhá. Good at.
là chúng ta có thể nói về cái việc giỏi về cái gì đấy. Ví dụ là chúng ta giỏi về môn tiếng Anh, chúng ta có thể nói là I'm good at about English or I'm good at math. Tiếp theo là coach, huấn luyện viên. Athlete. Athlete này thì nó đồng nghĩa với từ sports person. Và trong bài đọc thì chúng ta sẽ gặp cả hai từ này. Competition. Competition. Injury. So, anyone can read this for me? Lần nữa đi con, lần nữa đi cô. Đọc lại lần lấy cho con nghe, con gần được rồi. Okay. Good at. Coach. Athlete. Competition. And injury. Injury. Okay. Can anyone hear me clearly? Okay. Me. Bạn Hương Ly, okay. Hương Ly. Tôi mời bạn Hương Ly. Good at coach. Athlete. No, no. Athlete. 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 Yeah, athlete. Athlete. Yes. Competition. 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 Yeah. And the final word? Injury. Injury. Yeah, injury. Yeah. Injury là chấn thương, là bị thương. So, anyone else? Tố Như? Em xin cô cho em đọc bài. Good at. Okay. Coach. Athlete. Competition. Injury. Yeah. Okay. Competition. Con lưu ý cái từ competition, nó sẽ nhấn trọng âm vào chữ T nhé. Competition. Chúng ta đọc tiếng Anh là chúng ta phải có nhấn trọng âm nhé. Nhấn trọng âm thì nó mới có fluent hơn đấy. Competition. Còn cái từ good at, chúng ta sẽ có thể là nối âm. Good at, good at. Con đọc lại từ này cho cô được không? Tố Như, can you read again good that and competition? Con đọc lại cái từ giỏi về cái gì đây được không? Tại vì là cái chỗ này là chỗ nối âm ấy. Trong khi nói thì mình sẽ nối âm. Em xin qua em đọc bài. Good at. Good, good at. Good at. Good at. Okay. Competition. Competition. Not compare. Okay, competition. So, Khi mà học về cái từ vựng này thì các con có thể lấy một cái ví dụ liên quan đến cái từ vựng này thì các con sẽ nhớ cái từ này được lâu hơn và mình áp dụng được trong đời sống luôn. Ví dụ what are you good at about? Như Lan, con thì con giỏi về cái gì? So you can answer, I am good at about.
Đây, cô viết lên đây luôn nhá. Tám. You can English or maybe math or maybe art. So any Hoàng Anh, please, can you read the next five words? Amazing! Break the record! Relay! World Junior Championship! Olympic Games! Olympic Games! Can you spread the ending sound? Olympic Games! Olympic Games! Yeah. Cái từ relay con nhá, cái từ relay là chúng ta sẽ đọc relay, relay, not relay, not relay, yeah. Who else can read the final word for me? Cô không thấy bạn nào giơ tay. Okay, I can see Ngọc Huyền. Hoàng Anh, okay, Ngọc Huyền. Amazing. Break the record. Really. What? World Junior Championship. What Junior? Championship, Olympic Games. Okay. Most of you mispronounce this word. You guys read, speak it similar to this word. Really. Các con đọc cái từ relay này giống cái từ really đúng không? No, it is relay. Not really. Hai cái từ khác, hai cái từ này khác nhau nhá. Ngọc Huyền, can you read again this word? Amazing. Wonderful. No. This word. Really. Really. Relay. Really. Not really. Yeah. Not really. Really. Nó là chạy tiếp sức ấy. Trong cái cuộc thi chạy ấy, thì chúng ta sẽ có các bạn cầm gậy và chạy được một đoạn thì sẽ giao cho các bạn khác. Thì cái từ này là nó trong cái từ chạy tiếp sức nhá. Not really. Ok, nó khác với cái từ really, nó phát âm khác với cái từ này. Ok, so anyone else can read all of this vocabulary? Hoàng Anh? Hoàng Anh, can you hear me? Cô bảo gì? Okay, can you read again all of this vocabulary? Vâng, medal, gold, silver, bronze, cricket, good at, coach, athlete, competition, injury, amazing, break the record, relay, world, junior championship, Olympic Games,
Okay, you read the word, but the word competition and the word athlete, you put the pressure wrong. So can you read again? Cái từ cuộc thi con đọc ở cái phần trọng âm ấy, thì là con đã nhấn vào cái trọng âm thứ hai, thì nó nghe là competition. Nó nghe không make sense lắm, thì con, can you read again? Okay. Can you read again this word? Con có thể phát âm lại từ này được không? Cuộc thi. Competition. No, no compare. Competition. Competition. Cái từ. Ok, cái từ này là từ E ở đây nhá. Các bạn hay đọc nhầm cái từ này lắm nhá. Compare của nó là compare, âm E. Competition. Ok. Competition. So, the next person who can read again all of this for me, and we will move to reading. Okay, New Lan. Okay. Good. Caesar. Brand. Cricket. Good up, coach, athlete, competition, enduring, amazing, break the record, relay, world junior championship, Olympic Games. Okay, so this one you miss the press. So, cái từ injury. Chúng ta sẽ nhấn vào injury, not injury. Con có thể đọc lại cái từ này được không? Injury. Injury. Okay, injury. So we will move reading. Cô sẽ dành cho các bạn khoảng 10 phút để đọc bài nhé. Xong rồi chúng ta sẽ làm câu hỏi ở phần task 3 and task 4. I will show the reading right now. Can you guys see the reading? Các con đã thấy bài đọc chưa? Yes. Okay. Yeah. So you guys use lots vocabulary I give you, and we will improve on this reading. Đa số là các cái từ mới ở đây cô đã giải thích nghĩa rồi nhá. So you guys read all the reading book and we will answer the question 2 and 4. Bây giờ cô sẽ dành cho các con 10 phút để đọc bài nhá. Bạn nào chưa có sách thì nhìn lên đây nhá. Tí nữa cô sẽ gọi các bạn trả lời câu hỏi và đọc, mỗi bạn đọc một đoạn. Cô sẽ sửa phát âm cho các bạn luôn. Ok.
Có những bạn nào chưa có sách này nhỉ? Còn mấy bạn chưa có sách? Bây giờ cô sẽ dành cho các con 10 phút để đọc bài nhé. Can you guys hear me? If you can hear me, please answer. Cô ơi, làm xong rồi. Ok. Những bạn còn lại thì sao? Have you done this reading? Okay, so if you finish
and you will answer. Can you answer four questions? Number 1 to 4. Các con đã đọc xong cái bài đọc này cả chưa nhỉ? Các con đã đọc xong bài đọc chưa? Con mới gần đọc xong thôi ạ. Okay, so we will wait 5 minutes.
Okay, so have you done this reading? Các con đã đọc xong bài này cả chưa? And can we move to the text question and answer? Các con đã đọc xong chưa? Cô chuyển xuống phần câu hỏi nha. Học xong bài đọc này, chúng ta sẽ học sang Unit 7. Anyone can hear me? Yes. Yes. Ok, bây giờ cô sẽ chuyển xuống phần câu hỏi nha. The first question. Usain Bolt wanted to be a famous football player. Who can translate this question for me? Bạn nào có thể dịch cái câu này và trả lời câu này cho cô được không? Who else? Hoàng Anh? I see you raise your hand. Câu, câu hỏi 1 ấy. Con ơi, con là sai gì đâu, là thực ra phải là vận động viên chạy chứ. Có phải đạp bóng đâu. Con nào cho okay. Bài. Okay. So, can you show that sentence for me? Con có thể chỉ ra đoạn nào trong câu này? Usain Bolt is a runner là con đấy là sai rồi. Okay. So, have you got any idea? Có ai có ý kiến khác không? Có bạn nào có ý kiến khác không? Okay. Cái câu này full là đúng, nhưng mà cái thông tin em cung cấp là chưa đủ nhá. Usain Bolt is a runner. Nhưng mà đến cái đoạn này, đây em, các con có thấy không? When he was a child, Usain played cricket and football in the street with his brother and sister. Tức là cái hồi bé, cái anh này anh cũng đã từng chơi thể thao rồi. Và anh muốn chơi, cái mong muốn của anh là muốn chơi cho cái đội Indy này, chứ không phải là muốn trở thành một cái cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, không phải là cầu thủ nổi tiếng. Nên câu này sẽ là four. So, bạn nào có thể đọc cái đoạn văn thứ nhất cho cô được không? Anyone? Hương Ly, can you read the first? Yes. Okay. Cô nếu mà từ nào con vấp cô có thể đọc cho con. Okay. Các con cứ đọc đi, sai từ nào cô sẽ sửa cho nhá. Không phải ngại nhá. Sai ở đâu thì mình sửa ở đấy. Usain Bolt is a runner in
2008. Có đọc lại được không ạ? Okay. This time was in a run in 2008, có không biết không? 2000. 2008. He won the 3 gold medal at the Beijing Olympics. And Olympics and people climb him the fastest man in the world. This is toast. Okay, this is his story. Can you translate? Can you translate the full stat? Con có thể dịch nghĩa cái đoạn văn này được không? Đây. Những cái từ này là lúc nãy cô đã cung cấp rồi này. Gold medals. Các con có thấy quen không? Gold medals. Lúc nãy cô chiếu từ vựng các con đã kịp ghi chưa nhỉ? Các con đã ghi lại vở chưa? Okay, so you can use it to translate this story. So, Thế Anh, can you translate the first tag for me? Yeah. Okay. Then đi con. Đọc đánh. Con có thể dịch. Dịch cái đoạn văn đầu này được không? Usain Bolt là một vận động viên chạy. Ok, cô đang mời bạn Thế Anh nhá. Tí nữa cô mời ai thì bạn ấy sẽ trả lời cho cô nhá. Ok. Thế Anh, please. Mình suy nghĩ cái này. Cái từ này là tên riêng của anh này. Usain Bolt. Usain là tên Usain Bolt là tên vận động viên. Ok. Tên của vận động viên. Năm 2008, anh ấy chiến thắng và giành được một huy chương vàng của giải Olympic hay mấy. Bao nhiêu huy chương vàng? 3. 3 huy chương vàng. Ok. Beijing này là ở Bắc Kinh nhá. Thế vận hội Bắc Kinh, Beijing Olympics. Và những người vận động viên khác trên thế giới. Ok. Và đây là mọi người, people là số nhiều của person. Các con nhớ không? Ở từ trước, ở tiết trước là các con đã học số nhiều của people, ở của person là people. Mọi người gọi anh ấy. Cô sẽ dịch lại cái đoạn văn thứ nhất nhá. Dạ. Yeah. Usain Bolt là một vận động viên. Vào năm 2008 thì anh ấy giành được 3 giải huy chương vàng ở Thế vận hội Bắc Kinh và mọi người gọi anh ấy là người đàn ông nhanh nhất trên thế giới. Fastest. Các con thấy từ này có quen không? Đây là cái cấu trúc so sánh nhất. Fastest man in the world. Mọi người gọi anh ấy là người đàn ông chạy nhanh nhất trên thế giới. Và đây là câu chuyện của anh ấy. This is his story.
Okay. So move to the second text. Anyone can read the second text for me? Bạn nào xung phong đọc cái đoạn văn thứ hai cho cô nào. Các con cứ đọc đi sai ở đâu cô sẽ chỉ ở đấy và cô sẽ hướng dẫn luôn. Ok. Ngọc Huyền. Ngọc Huyền will read. We read from Ulsan Bot to the small food shop, and Hoàng Anh will read from he has a brother to West Indies. Okay. Brother, chỗ nào cô chỉ? Đây. Okay, tức là bạn. Ngọc Huyền nhá, Ngọc Huyền sẽ đọc cho cô từ đoạn đầu đến food shop nhá. Và bạn Hoàng Anh sẽ đọc từ he has a brother cho đến cuối đoạn này. Ôi, dịch tiếng Anh hay là tập tiếng Việt? Đọc tiếng Việt xong rồi dịch tiếng Anh luôn. Ok. Can you take first? Was born in John Akar on Earth 31, 1986. He lived in a small town called Trelawney, where his parents had a small food shop. He has a brother called. Okay. Can you translate? Thank you. And a sister called Sherai. When he was a child, you simply. Cricket. Cricket. Cái từ này là từ mới lúc nãy cô vừa cho này. Cricket. Cricket. And football in the street with his brother and sister. He was very good and critic. And went to play for West Island. Indies. West Indies. West Indies. Okay. Can you translate this tag for me? Con có thể dịch nghĩa cái đoạn văn này được không? I don't know. Okay. I give you guys the vocabulary, and if any vocabulary you don't know the meaning, please ask me. I will. Explain to you. Các cái từ sinh ra, cái từ sinh ra này các con đã học chưa? I was born. Thôi, bây giờ cô sẽ dịch cái đoạn văn thứ hai này nhá. Vận động viên Usain Bolt này thì sinh ra ở Jamaica vào ngày 21 tháng 8 năm 1986. He lived in a small town called Trelawney, where his parents had a small food shop.
Anh ấy sống ở một cái thị trấn nhỏ gọi là Chelonny, nơi mà bố mẹ anh ấy có một cái cửa hàng nhỏ. He has a brother called Sadaki and a sister called Sirin. Và anh ấy có một người anh gọi là Sadeki và một người chị gọi là Sirin. When he was a child, Yusen played cricket and football in the street with his brother and sister. Khi anh ấy còn nhỏ thì anh ấy chơi bóng cricket. Bóng cricket là bóng gậy và đá bóng ở trên đường phố với anh và chị của mình. He was very good at cricket. Anh ấy rất giỏi về cái bóng bóng chày này và wanted to play for West Indies. Và muốn chơi cho cái đội Indy này. Và đây là cũng là câu trả lời cho câu thứ nhất. Tại sao lại cái này lại là phố? Tại vì là anh ấy là muốn chơi cho cái đội Indy và muốn chơi cricket chứ không phải là muốn trở thành một cái vận động một cầu thủ bóng đá nổi tiếng. Ok. Do you understand? Ok, the next tag. Who wanna read it? Đoạn văn tiếp theo bạn nào xung phong đọc cho cô nào. Ok, Hoàng Anh. I see Đó là phố. you raise Bởi vì do như là bởi vì người ta nói là di dần bởi vì bị chân bị đau, bởi vì anh ấy Chân bị bị chân đau à? đau Ồ, chân bị đau là đoạn sau này. Đây, chân bị đau là cái đoạn sau. Chúng ta đang đọc đến cái đoạn văn thứ ba nhá. Ok, and Hoàng Anh, can you read the third tag for me? When a son went to school, he started running. He was one of the best runners of the school. He still played cricket, but even his cricket coach wanted him to be an athlete. So Aaron Usen started to run in competition. Competition, Race. competition. He Okay. won a race and when he was 15, he won a gold medal and two silver medals in 20. Usen, chào anh. See? 2002. 2002 World Junior Championship in Kingston, Jamaica. Okay, and can you translate it? He was sending to anh ấy chuẩn bị chạy. Anh ấy là một trong những học sinh chạy nhanh nhất trường. Ok. Anh vẫn chơi Cricket là bóng gậy. anh vẫn chơi bóng gậy nhưng huấn luyện viên bóng gậy của anh lại muốn anh trở thành một động viên nên Good. Usain chạy ở những cuộc thi. Anh ấy thắng rất nhiều bàn thắng và khi anh lên 15, anh thắng một
huy chương vàng và 2 huy chương bạc. Đạt tại World Junior Championship. Cái này là giải vô địch trẻ thế giới. Giải vô địch trẻ thế giới 2002 ở Kingston, Jamaica. Okay, good, very good. You have prepared the story very well. Okay, and we move to the second question. Who can answer this question? Anyone else? I don't know. Có bạn nào trả lời câu hỏi thứ hai này cho cô được không? Hương Ly? Hương Ly, can you read this sentence? Number two. Fast. No, number two, two or four? F. Yeah, F là false. Not far, false. T là two. Four, okay. Why this sentence four? Tại sao câu này lại sai nhỉ? Vì ở trên nó là BG Olympics. Cuối cùng, hình nền của cô có trong cái phần hình nền trong lớp không? Hình nền của cô á? Hình nền của cô có. Đâu cô? Chỉ hàng mấy? Hàng mấy cô? Hình nền của cô có trong của lớp mà. Nhưng cô chỉ cho con là hàng mấy? À, câu thứ mấy á? Hàng mấy của hình nền. Là hình nền. Trang 51. Không, dòng mấy của hình nền cơ. Chứ không phải là trang nào. Thất vọng pha hình nền thì cô chọn ở dòng nào? À, cô chọn ở dòng thứ 3. Cái thứ mấy? Cái này là cái thứ 5 nhá. Nhưng mà con okay. Chỉ có 4 cái thôi. Ok. Nhưng trong này con chỉ có 4 cái thôi. Cô chỉ cô sẽ chỉ cho con sau buổi học này nhá. Ok. I will send you after this lesson. And now we continue this lesson. And we stop at the two questions. Và bạn Hương Ly. Bạn Hương Ly trả lời là đáp án 4. Hương Ly có thể giải thích lại tại sao câu này lại sai được không? Câu này người ta bảo là gì? Câu này người ta nói là anh ấy giành được huy chương vàng ở Thế vận hội Athens. Có đúng không nhỉ? Yes. Câu này nó nằm ở đoạn nào nhỉ? Nó nằm ở đoạn đầu ạ. Đoạn đầu? No. Con cô, Usain là nước nào ấy? Cái chữ Usain trên Usain Bot đi cô.
À không, đây là tên riêng của vận động viên này con nhá. Nhưng mà cái nước đấy là tên là gì? À, ở trong cái đoạn này, người ta có nói là ông này sinh ra ở nước Jamaica. Một quốc gia ở châu Phi nhé con. Vâng. Ok, so the question 2. Nó nằm ở cái đoạn này nhá. Nó nằm ở cái đoạn thứ tư này. Chúng ta sẽ đọc tiếp đoạn thứ tư và để trả lời cho câu hỏi thứ hai nhá. So, anyone can read this text? Các con đọc một nửa đoạn thôi. Đọc một nửa đoạn và bạn khác sẽ là đọc đoạn còn lại. Bạn Hoàng Anh. Hoàng Anh, can you read this text? Wait a minute. Hoàng Anh. Con 7 câu nhưng mà con làm sao được rồi. Ok. So Như Lan, Can you read this text for me to answer question? Sao tất cả lại tắt cam? Bật cam lên đi. Như Lan có thể đọc cái đoạn này cho cô được không để tìm câu trả lời cho cái câu hỏi thứ hai. Ở câu thứ hai nhá, người ta bảo là anh ấy được giành được một cái huy chương vàng ở Thế vận hội ASEAN. Đây cái đoạn này nó sẽ nói về Thế vận hội ASEAN. Như Lan, can you read this text? Can you hear me? Như Lan, where are you? Dạ. Can you hear me? Con có thể đọc cái đoạn văn này cho cô được không? Cái đoạn từ in 2004. In 2004, Ilden ran in the Olympic Games in Athens. He didn't win a medal because he had an injured leg. But 4 years later, he ran in the Olympic Games in Beijing. And he was amazing. He won gold. Okay, you can stop here. And you can translate for me. Con dịch nghĩa cái đoạn này cho cô được không? I don't know. You don't know? This is the word you guys have learned? Anyone else can translate? Đây toàn là những cái từ vựng cô đã cung cấp lúc nãy rồi ấy. Đây ví dụ có cái từ medal này. Có từ cô injury. Ơi con. Có kỳ hoa để ý hết bài không? Nhất định là hôm nay phải học đến đi đi. Lesson 1 của em đi 7. Lesson 1 của Unit 7. Ok, if you guys finish
tag 3 and tag 4. I will move to unit 7. Nếu mà các con học nhanh, học xong cái phần tag 3 and tag 4 này, chúng ta sẽ chuyển sang unit 7 nhá. Nhưng mà trước tiên là phải hoàn thành các cái câu này đã. Ok, so I'm gonna translate. Ở cái đoạn văn này là người ta bảo gì? Vào năm 2004, cái anh Yusan này thì là chạy ở cái cuộc thi, chạy ở cái thế vận hội ở Athens và anh ấy không giành bất cứ một cái giải nào. He didn't win a medal. Đấy. Bởi vì anh ấy bị chấn thương. Because he had an injured leg. Cái chân của anh ấy đã bị thương. Và cái câu này người ta bảo lúc nãy là bạn Hương Ly làm phô đúng không? Lúc nãy bạn Hương Ly làm câu này đúng không nhỉ? Yes, con làm câu. Yes. Ok, câu này là for là đúng rồi nhá. Nhưng mà nó nằm ở đoạn này con này. Nó nằm ở cái đoạn năm 2004 này. Anh ấy không giành được giải bởi vì là anh ấy bị thương ở chân. Chứ không phải là ở đoạn đầu này nhá. Ok. Yes. And number three. Anyone can do and can answer this question? No. Hoàng Anh, okay. I think it's true. Câu 3, câu 3 này người ta nói cái gì đây nhỉ? He won 3 times at Beijing Olympics. Là đúng rồi, vì người ta nói là he won gold medals at the 100 million meters for 10 meters and the 4 times 100 meters relay. Okay. Con hiểu cái câu này nó nói như thế nào? Là anh ấy thắng ba thời gian ở Olympic Thế vận hội tại Beijing. Beijing này là Bắc Kinh nhá, Thế vận hội Bắc Kinh. Beijing là Bắc Kinh của Trung Quốc. Còn Athens là ở đâu, là gì? Athens này là tên riêng. Athens này là một nước ở Athens này chắc là ở Ấn Độ. Beijing này là của Trung Quốc. Ok, turn to number 3. Anh ấy đã thắng được 3 giải ở Thế vận hội Bắc Kinh. Và bạn Hoàng Anh đã trả lời câu này là true or false? True! Yes, that's right. Đây nhá, ở cái câu này người ta nói gì? He won gold medals in the 100 meter, the 200 meter, and the 400 meter relay. He also broke the record in each race. In the 200 meter, he was 0.52 seconds faster than the man behind. He is the first sports person to win all three events at the same Olympics. Các con có thấy từ sports person này có quen không? Nó là bằng với cái từ athlete
là vận động viên đấy. Thì cô sẽ giải thích cái đoạn này nhá. Anh ấy đã giành được ba cái, anh ấy đã giành được huy chương vàng ở cái lượt chạy 100m, 200m và 400m. Anh ấy cũng phá vỡ kỷ lục. Ở cái lượt 200m thì anh ấy đã nhanh hơn cái người đàn ông ở đằng sau là 0,52 giây. Và anh ấy là vận động viên anh ấy là cái vận động viên đầu tiên giành được 3 cái giải ở một cái thế vận hội. Thì là câu này sẽ là chú he gone 3 times. And number 4, he is taller than most runners. Anyone can do this for me? Thế anh? Yes. Yes. This question 2 or 4? Number 4, 2 or 4? Con chọn câu... Câu 4 này là người ta nói cái gì đây nhỉ? True. Ok, true. Why is true? Như là câu hỏi này nó nói là anh ấy nhỏ hơn một số vận động viên khác không biết. Anh ấy cái gì hơn? Nhỏ hơn á? Thô là tính từ miêu tả cái gì nhỉ? Thấp hơn. Thô là cao chứ? À, cao hơn. Ok, taller là cao hơn. Thì câu này nó nói là anh ấy cao hơn các cái người chạy khác. Ok, why is true? Yes. Yes. And you can explain why. Con có thể giải thích tại sao nó lại đúng được không? Nó nằm ở cái đoạn văn nào nhỉ? Như nó nằm trong cái đoạn văn từ show how okay, so can you read it? Con đọc cái đoạn này lên cho cô nào. Yeah, so how does he run so fast? It's the because he is so tall. Okay. Continue. Most athletes. Round 182 centimeters. 182. So post Asian part is 100 96 đọc như thế nào? Ninety-six. Okay. Tall. He is taller and his legs are longer, so he takes fewer steps. Okay. So can you translate it? Con dịch nghĩa luôn đoạn này nhá. How does he run so fast? Có nghĩa là gì? Tại sao anh ấy lại chạy nhanh như thế? Đây, thì là cái đoạn này sẽ trả lời cho câu hỏi thứ tư. Tại sao anh ấy lại chạy nhanh như thế nhỉ? Đây. Tại vì anh ấy cao.
Ok. Anh ấy cao như thế nào? Đây nhá. Hầu hết các vận động viên thì chỉ cao 1m82. Riêng okay. Anh chị cao tới 1m96. Ok. Và anh ấy cao như thế và cái chân anh ấy sẽ dài hơn. Dài hơn mọi vận động viên khác. Và đấy là lý do anh ấy chạy nhanh hơn những người khác. So the question is two, right? Yes. And yeah, number four, we will answer the question. Do you like the Olympic Games? Why? And would you like to be an athlete? And why? Me. Okay, Hoàng Anh. I like Olympic Games because there are lots of athletes and I like them. I like to be an athlete because to run fast. Yeah, and my mom say don't open your mouth. Running because it's tired. Yeah, it is tired, but it improves our health, right? Nghĩa là con không cần mở, không được mở miệng khi chạy vì lúc đó không khí hít vào là mồm làm cho mệt. Khi chạy thì các con có thể hít vào bằng mũi và thở ra bằng miệng. Nếu mà vừa chạy mà vừa thở bằng miệng ấy, chúng ta sẽ bị kiểu đau họng ấy. Gió vào nó sẽ đau họng. So, Hoàng Anh want to be an athlete. And do you want to become a famous athlete in the world? Yes. Oh, yes. I want to like Usain Bolt. Yeah, and if you want to become that person, you have to work hard and practice really hardly. So anyone else can answer the question? No one. Okay, I will call. Nhu Lan, would you like to be an athlete and why? What? Would you like to be an athlete? Okay, Nhu Lan, can you answer? Hình như mic của Nhu Lan có vấn đề hay sao ấy. Okay. Who gonna answer this question? No one raise your hand.
Ok. Thế anh? Yes. Answer? Do you like the Olympic Games? Tại sao bạn lại thích chơi game em biết? Alo. À, cái Olympic Game này là Thế vận hội nhá. À, tại sao bạn lại thích? Bạn có thích Thế vận hội không? Và lý do? Yes, it's because funny. Hey, are you? Is my dad? Why? Why do you like Olympic Games? Hey, are you my teacher? Are you the answer? Answering is my dad? I don't know. Oh, can you turn on your camera? Turn on the camera. I can't see anyone. Con bắt cam bởi mà con lát. Còn đâu mọi người thích cam để làm gì? Okay. So the next lesson, you guys have to turn on your camera. Cô đưa hết mọi người ra ngoài đi. Mình chưa, vừa lấy cô đưa con ra ngoài đời thì bây giờ cô đưa hết mọi người ra ngoài. Cô có đưa ai ra ngoài đâu? Sao vừa lấy ai đưa con ra ngoài? Không tin. Lúc nãy chắc là mạng của con có vấn đề nên con mới bị ao ra ấy chứ. Okay, Tố Như, can you answer the question? Question 1. Do you like the Olympic game? Tức là người ta hỏi là bạn có thích Thế vận hội không nhá? Còn câu hỏi thứ hai là bạn có muốn trở thành một vận động viên không? Và lý do tại sao? Như Lan, can you answer question 2? Would you like to be an athlete? Oh, sorry, Tố Như. Okay, sorry, I. Tố Như, can you answer? Would you like to be an athlete? Này, lần trước mọi người không có con. Tớ mọi người vẫn bật cam nha. Mọi người đừng có nói dối. Ok, Hoàng Anh, con có thể không nói leo được nữa không? Cô gọi đến ai thì người đấy trả lời nhá. Tố Như, can you answer this question? Là con chưa trả lời được. Con có muốn trở thành một vận động viên không? Nếu mà có, chúng ta sẽ trả lời là I would like to be. I would like to be. Còn nếu không thì chúng ta sẽ nói là I wouldn't like. So, what do you want to be in the future? Okay, I think that is enough for today. Về nhà các con nhớ ôn lại các từ vựng đầu buổi cô đã cho nhá và đọc lại cái bài đọc một lần nữa nhá. Rồi, cô cho con bà con học buổi unit 7 đi. Unit 7 á? Ok, unit 7 chúng ta sẽ học ở buổi sau nhá. Hôm nay hết. Nhưng mà con có học bài mấy cái bài đọc này chỉ là bài đọc thêm thôi chứ không phải bài chính cô. Mấy cái bài này nó cũng cung cấp từ vựng cho mình để phục vụ cái công việc. Chỉ học thêm thôi, chỉ là bài đọc thêm thôi chứ không phải là bài chính đâu cô. Mấy bài này là nó cũng ở trong chương trình học cả nhá, và cái này cũng là quan trọng. Chúng ta học tiếng Anh là học ngôn ngữ chứ không phải là học để lấy cái số lượng nhá. Ok, and I will take you Unit 7 in the next lesson.
And I think it will enough for today. Okay. Goodbye, everyone. Goodbye, teacher. Okay. Good night, everyone. Goodbye, teacher. Okay.